Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở quận Cái Răng của thành phố Cần Thơ. Hôm nay thì mình quay trở lại vườn mai của anh Chí. Qua video xin cảm ơn tất cả những người anh em đã ủng hộ anh Chí trong cái lô cây vừa rồi. Anh đã chốt thành công. Em xin chào anh Chí. Chào anh Thắng. Chào tất cả bà con chú bác gần xa. Hôm nay anh về một cây đàn quý với phôi mai vàng. Tất cả là 5 cây với cây bông giấy. Mong nên đón xem. Cảm ơn anh em đã ủng hộ những cái chiều qua đã thành công. Dạ. Hôm nay mong anh em đón xem và ủng hộ mình. Rồi, cây này có chỉnh sửa từ nhỏ nha anh em, sửa tứ vị nha. Đây bộ tàn nè. Bộ tàn là bao tròn tất cả các mặt hết nha anh em. Đi mặt với đây luôn cho anh em xem. Rồi, muốn chơi ghim thì mình để ghim chơi anh em ơi. Thôi mình muốn ghép thì mình cắt cái bộ tàn mình coi là đó, mình ghép. Cái này leo trèo thoải mái anh Chí. Thoải mái, cây kim cành bự. Dạ. Đây anh em. Cái này chắc lâu đời hả anh Chí? Lâu đời, con bảo nó 70 năm rồi. Dạ. Rồi đây là cái nồi đế đây anh em. Cái này nó dính liền luôn hay là nó là sao anh Chí? Nó liền luôn. Cái này liền thân này. Liền nguyên khối ha. À. Đây rồi nồi đế đây anh em. Ghế xưa làm như chồng ở trong cái hũ gì nó xuống không à, chỉ cắt có một con ghế à, còn như là bứng là đấy, bứng cái bầu là gọn rồi, nguyên một rồi đế đặt luôn nha anh em ơi, bỏ móng xuống không nha, đây cứng ngắt luôn nha, chỗ nào cũng có hết, cứng luôn rồi đấy, cứng luôn đấy, là gì chắc làm nhẹ nhẹ thôi, đâu có làm nhiều á anh Chí, làm như chơi được tại bị gì nó xuống không à. Dạ. Tàn anh cái này nó ra được con cọng rễ này, còn như là vẫn rễ tí rồi xuống hết luôn á, vàng xương rồi đặt luôn nè, cứ ngắt luôn nha. 83 hoành rồi, 83 hoành nha anh em, này còn 81 rồi, trên cao là 81 nha, cũ đặt này trong cử luôn rồi, hết tương dày luôn á, cũ đặt 1,5 m nha anh em, cũ đặt nó tròn cho nha anh em, mặt nạ. Rồi thoát thân 40. Nó 23. Rồi 23. Bầu 1m1 nha anh em. Rồi đường kính bầu 1m1. Mình đi một vòng nữa cho anh em xem lại bộ đế nha. Nồi đế đẹp anh em, không có còn bàn cãi gì hết. Dạ. Chi cạnh là bao lực luôn. Cái này đánh con. Ghép lẻ ăn. Rồi tứ quý giờ kiếm cũng hiếm anh em. Xem vô form đó, liên hệ anh Chí đi để mình xu góc này. Nhạo quá. Rồi số 1 này mình chốt giá nhiêu anh Chí? Rồi số 1 thì em giao lưu với anh em là 125 triệu. Dạ. Bao xếp 200 km. Rồi 125 triệu nha anh em, bao xếp 200 km, mã số 1. Cái này mình hứa anh em chơi theo cái form tàn gì anh Chí? Thì trực bay nữa. Dạ. Một trực một bay ha anh. Đây. Cái này nó dính liền luôn không anh Chí? Nó câu hồi nhỏ á. Dạ. Như liền luôn rồi. Chắc hồi nhỏ là chồng cái nó dính nhau tới giờ luôn anh. À. Đây một gốc mẹ mà ba thân lên nha anh em. Đây, nó quái quái nha. Nó quái lắm. Dạ. Đế gì bỏ cứng hết rồi. Đây nó ôm nhau múa lượn nha anh em. Này bên đây nãy này nó la kỳ lắm, gốc này nó hơi đặc biệt nha. Anh em thử cho anh em xem rồi đế nè. Cái này bông sao anh Chí? Cái này bông 5 cánh đẹp luôn, có Zalo luôn. Bông ghim luôn. Tại vì đó mình nhìn cái mình vô form cái mình tạo tàn tán mình chơi. Cái chiều bay nó ra là khoảng bao nhiêu vậy anh Chí? Khoảng 2,5 m. Rồi 2,5 m. Đó mình đo cái thân trực lên khoảng nhiêu anh? Rồi 1,12 m. Cao tổng là 1,7 m. Rồi 1,7 m. Rồi mình đo thông số luôn anh Chí. Cái này đo sao anh? Đo tổng cái đi. Dạ. Đây đo từng thân lại. Tổng nó 123. Rồi 123. Nó 80. Rồi 80. Cái này 66. Rồi 66.
ngang 1m2 nha. Rồi 1m2. Cái này lên xù. Dạ nè. Nó đang lên xù á anh. Lên xù. Đây nè. Cái này em muốn chơi lực lùng này lực anh em cắt nữa nè. Đây nè, cắt lại dây giật á. Chỉ cạnh đây cũng đẹp luôn anh em. Đây gọi anh em muốn chơi phơm cao thì anh em để nguyên xi gì luôn. Phơm cắt xuống thành bonsai lùng lực anh em. Nồi để giữ nha, cây liền lạc anh em ơi. Sạch đẹp. Đây để nồm rồi. Đo chỗ nồm. Chỗ khoảng 30 nha. Rồi, đây 30. Nó bự quá anh em thấy nó bại. Đây để còn lấy chất lượng nha anh em nè. Một đống luôn nha. Cành mai có duyên nha anh em. Cành mai rồi mình chốt giá nhiêu anh chế? Rồi cái này em giao luôn với anh em là 95 triệu, bao xếp 200 km. Rồi 95 triệu nha anh em, cho một gốc mai quái nha, bao xếp 200 km. À, số 3 anh em, một cái phôi tối quý nha. Đây. Rồi mình đo chiều cao nó anh chế ơi. Chiều cao 70. Rồi 70. Cái này cũng đế dữ lắm nghe nè. Cái này nó nhiều cây dính lại hay sao anh? Không, một cây một à. Dạ, yeah, đây anh em. Nó liền luôn. Nó dính nó vừa dạng đa thân á. Dạ, yeah, lắc lượng nha anh em. Nó khéo luôn. Nó liền luôn. Tứ quý về ghép nó ok anh em ơi. Cây nó này, sung nha. Cây này bao mạnh khỏe anh em nè. Cây này người ta bứt ta dời một lần rồi. Dạ. Yeah. Chỉ cần cái 65. Rồi, 65. Chỗ heo nhỏ nhất nè. Đây, lộn rồi, lộn quá nha anh em. Eo nhỏ nhất là 63. Rồi 63. Cho cụ đỡ thế đặt tắt. Để đặt nó 100 đi. Rồi để đặt 100. Rồi đế này 150. Rồi. Nồi đế tổng thể là 150. Mấy vết này là làm mặt thẹo cắt đầu cành nha anh em, không có cuốn lộng gì hết, bao anh em luôn. Rồi mình chốt giá nhiêu anh chí? Rồi cái này em xin giao lưu với anh em là 18 triệu. Bao xếp 200 km. Rồi 18 triệu anh em ơi, một cái phôi tứ quý nha. Cái này cho ông khai là ok luôn, đế cắt chưa. Còn sổ nôm đi. Okay. 34. Rồi 34. 18 triệu, bao xếp 200 km. Rồi tiếp theo. Đây là mã số 4. Mã số 4. Một cây phôi tứ quý luôn nha anh em. Nằm trọn lọn trong cái bao nghe nè. Đây, hết hồn rồi đấy nè. Múa lượng cục cục luôn. Chiều cao nó là 64. Rồi, chiều cao 64. Quanh một vị trí đo luôn. 61. Rồi, 61. Đế hết bầu luôn nha anh em. Đế này nó nằm trọn lọn, có cái này nó thọc ra ngoài bao thôi, cái còn trọn lọn trong á. Rồi nồi đế 150. Rồi nồi đế 1m5. Rồi mình chốt giá nhiêu anh chí? Rồi cái này mã số 4 này xin giao lô với anh em là 27 triệu. Rồi 27 triệu, bao xếp 200 km. Rồi tiếp theo mã số 5 anh em ơi, một cái phôi bông giấy nha. Này bông giấy gì anh chí? Giấy Mỹ. Rồi giấy Mỹ. Cái này một trực một bay nha anh em. Cành bay đẹp nha, đặc biệt nồi đế, quay nồi đế cho anh em xem nè. Đây, làm những cái cục bú vậy anh em. Bú, ra bú. Nó cục cục mà nó nguyên khó đặt nha, nó không bái vậy nè. Này đặt, cứ đặt ngắt luôn. Nhưng mà thân nó ra bú chứ không phải là cái rễ nha, cái này rễ còn nằm dưới rồi. Nguyên cái thân ha anh. Thân nó gần guốc mà nó cục cục vậy nè. Liền lạc nha. Một trực một bay. Mình đo thử chiều ba nó ra như anh chí? 3m5. Rồi. 3m5 luôn. Rồi 3m5 luôn, mình đo thông số luôn anh. Cái này đo 2 vị trí cho anh em. 104. Rồi 104. Dây cũng như này đi. 115. Rồi 115. Rồi. Này nè.
Rồi 80. Thân lớn này 36. Rồi, thân lớn 36. Thân này 30. Rồi, thân nhỏ là thân bay ra 30 nha anh em. Cây này không lạ lạ nha, vậy anh em tạo tàn tá anh em chơi. Thoát thân á, cái cũ thì thân là nó 55. Rồi, thoát thân 55. Này nó bị xăm cái chỗ cục này nha anh em. Dưới này tí xíu à, nhưng mà nó đang kéo á. Ở đây nó còn xanh dần à. Nó mà nó còn xanh dần nè, nó dạ. Có cục cục nhỏ nè. Dưới cục này thôi anh. Ờ, cục này mà nó xăm rồi. Rồi. Qua chí qua giấy à. Này á thì nó độc lạ. Nó cắn vô cái thềm gạch là nó không có sao hết. Rồi có như thế thôi, còn đế là ba anh em không có thúi không có gì nha. Cây này nguyên làm tính nha, có chị có chỗ này thôi. Giờ cây độc cái là nó ra bú bú nha anh em. Rồi mình cho khán giả mất giá luôn chứ. Rồi cái này anh xin giao lưu với anh em bao xếp 200 kg bán nha, không có bao xa được. Cái này nó nặng lắm. Là cái giá 18 triệu. Rồi 18 triệu nha anh em. Một cây qua giấy độc lạ nha, bú anh em. Nguyên khó đặt. Em vũ bầu em xử lý sơ vừa luôn nha. Vậy anh em khỏi xử lý. Để 20 ngày cũng đã.